Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Hôm nay Zika Audio sẽ làm một cái video chia sẻ đến tất cả các bác yêu âm thanh ở trên mọi miền tổ quốc về một cái mẹo nhỏ để chỉnh một cái dòng máy nâng tiếng tốt nhất hiện nay. Vâng, thì hôm nay em lấy ví dụ ra, đây là một cái máy nâng tiếng mang thương hiệu TD Acoustic. Vâng, mã là CB600. Dòng này thì hiện nay trên thị trường thì đang nằm mưa nằm gió về cái chất nhạc, về cái xử lý tín hiệu, được sở hữu cái công nghệ hiện đại cho ra cái chất âm rất là tuyệt vời, sạch và nâng giải âm rất là tốt. Mà trên thị trường hiện nay không có cái máy nâng tiếng nào có thể đạt được đến cái đỉnh cao của công nghệ của dòng máy nâng tiếng. Nói chung là bên em bán cái dòng này cũng khá là nhiều, mà em cũng chưa có thời gian để hướng dẫn các bác cách chỉnh cái máy nâng tiếng mang thương hiệu TD Acoustic mã là CB600, vì cũng có rất nhiều bác muốn mua và bác hỏi cũng khá là nhiều về cách chỉnh cái máy nâng tiếng và cách kết hợp kết nối. Vâng, thì hôm nay bên em sẽ hướng dẫn luôn là cách kết nối và cách chỉnh máy nâng tiếng nhé. Đầu tiên thì em nói đến cái cách kết nối đi ạ. Vâng, về cách kết nối thì máy nâng tiếng đây là phía sau đấy ạ, em để ở phía trên, đây là phía sau của một cái máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600, và đây là mặt trước. Phía sau thì kết nối có hai hình thức kết nối, đó là bằng tín hiệu hoa sen, bằng tín hiệu hoa sen, tín hiệu vào bằng hoa sen và ra bằng hoa sen, và tín hiệu vào bằng jack Canon, bằng jack Canon và ra cũng bằng jack Canon. Thì chúng ta sẽ phải kết hợp làm sao với cái bộ dàn karaoke gia đình nó được hợp lý. Vâng, về những cách kết nối thì chúng ta có âm ly. Thì bên Zika Audio bán ra thì bên em cũng luôn luôn tặng một cái jack AV dài 0.18 để chúng ta kết nối đường output bằng hoa sen ra với âm ly. Đây là hình thức kết nối đơn giản mà cũng khá là hiệu quả và không quá tốn kém. Và tín hiệu vào thì chúng ta kết nối bằng hai đường in ở phía trên. Nhiều bác là kết nối đỏ trắng, không phải đâu ạ. Nhưng đây là cái nhầm lẫn cũng là đáng tiếc. Nhiều bác cắm một đỏ một trắng thì hầu như là nó không có tín hiệu, nhưng chỉ có một tín hiệu đường vào bên, ví dụ là cắm bên phải thì nó chỉ vào tín hiệu bên phải đấy ạ. Vâng, thì đây là hai đường in phía trên đều màu trắng, đều màu trắng, và hai đường out in là tín hiệu vào, là từ các bác lấy tín hiệu từ tivi, từ điện thoại bằng jack hoa sen, mà bằng jack hoa sen, và tín hiệu ra cũng là hai jack hoa sen nhưng nó là hai màu đỏ, và out ở phía dưới đây. Tín hiệu này là chúng ta sẽ đưa đây, từ từ đợi em xíu, em lấy cái jack JAV. Vâng, đây sẽ là JAV hai đầu. Cái này chúng ta có thể kết nối được với âm ly hoặc là kết nối với vang đấy. Khi mà chúng ta kết nối với vang thì chúng ta cũng kết nối bằng dây hoa sen này được. Đây, tụi em cầm tín hiệu đầu vào này, à tín hiệu đầu ra này, đây là tín hiệu đầu ra. Hai đường ao ở phía dưới các bác nhé, chính hai cái đầu này là sẽ nối xuống âm ly. Một là bằng cầu chữ U, hai là bằng cái jack cổng thông thường như cổng A cổng B của các cái dòng âm ly đấy ạ. Vâng, và tín hiệu vào thì là sẽ dùng một cái jack 3.5, jack 33.5 đấy ạ. Vâng, và một đầu cắm vào tivi hoặc là một đầu cắm vào điện thoại, và đây là hai đầu hoa sen tín hiệu vào, và đây là cách chúng ta cắm tín hiệu vào đấy ạ, hai đường in phía trên đó. Đây là cách kết nối bằng JAV với cái máy nâng tiếng mang thương hiệu là TD Acoustic mã là CB600 đó. Như này là xong cái đầu ở phía dưới này, chúng ta kết nối âm đi là xong các bác nhé. Đây tín hiệu vào, đó là cách kết nối bằng jack hoa sen. Còn jack Canon thì đơn giản rồi ạ. Vâng, khi mà chúng ta kết nối bằng tín hiệu vào bằng jack Canon thì chúng ta chuẩn bị cho em là hai cái jack Canon đực để kết nối bằng Canon chuyển nhé, Canon chuyển ra AV. Chúng ta cắm vào đây ạ, đây là đường input này. Vâng, đây là đường input. Khi mà chúng ta can thiệp bằng jack Canon chuyển thì chúng ta chuyển cái chế độ bằng jack hoa sen đi, chúng ta cắm vào đây đó. Đây là tín hiệu vào bằng jack Canon. Để hình thức kết nối thì là hai cái này tín hiệu đều giống nhau, chỉ là hình thức kết nối khác nhau thôi ạ. Vâng, sau đây là còn một cái jack, hai cái jack Canon để chuyển ra tín hiệu AV để chúng ta kết nối với âm ly. Vâng, chúng ta khi mà đã kết nối tín hiệu vào xong thì chúng ta lấy tín hiệu ra bằng hai cái jack Canon cái, hai jack Canon cái đầu ra hoa sen,
Vâng, em kết nối đây ạ. Cũng kết nối bằng cái giác quan xen chuyển này. Đây ạ. Vâng, chính là cái đầu này cũng sẽ là ra âm ly hoặc là kết nối với vang số. Đây là cái hình thức kết nối khác nhau nhưng tín hiệu vào đều giống nhau. Và đây là đường xúc. Đường xúc cũng có hai hình thức kết nối, một là giác canông chuyển, hai là bằng giác hoa sen. Đường xúc điện, đây là đường dành riêng cho xúc điện. Đấy, thì đây là phía sau. Còn em sẽ bỏ cái này lên. Đây còn phía trước đây ạ. Vâng, đây là phía trước mà phía sau bên em đã hướng dẫn chi tiết khi mà tín hiệu đường vào. Và bắt đầu là chúng ta xử lý chất nhạc. Vâng, về cơ bản cái dòng máy nâng tiếng TDL Cortex Mazda CB600, mặc định của nhà máy là tất cả khi mà mở hộp ra đều là chế độ 12 giờ. Chế độ 12 giờ dùng cho hai cái núm tinh chỉnh cho hai kênh. À giờ dùng 8 núm tinh chỉnh cho hai kênh. Kênh A và kênh B, kênh 1 và kênh 2 đấy ạ. 4 cái núm một kênh thì đây em lấy ở đây. 4 cái núm dùng cho một kênh thì sẽ gồm 3 giải. Gồm bass này, trung này và treble. Và đặc biệt cái núm processor này, đây là hiệu ứng âm nhạc. Hiệu ứng âm nhạc gồm classic và pop, đây là chế độ chúng ta nghe. Cái này thì lại phụ thuộc vào tai từng người. Ai thích nghe cái bản nhạc nó phù hợp với giai điệu nào thì chúng ta có thể chỉnh. Nhưng hầu như là để 12 giờ của nhà máy thì đã là hay lắm rồi ạ. Vâng, tất cả khi mà mở hộp ra bên em đều thấy nhà sản xuất để ra 12 giờ. Thì về cơ bản cái để chế độ 12 giờ này là mặc định của nhà máy. Hầu như là chỉnh chung cho toàn bộ những bộ dàn karaoke đã đạt đến phải tầm đến 90% rồi ạ. Vâng, thì em đang nghe chế độ 12 giờ. Vâng, khi mà chúng ta muốn can thiệp nó còn phụ thuộc vào bài hát, phụ thuộc vào cái bản nhạc đấy nó thiếu về cái giải nào. Quan trọng nhất đó là hai giải bass và treble. Có những bài hát thiếu bass thì chúng ta can thiệp vào hai kênh, chúng ta phải chỉnh đều nhé. Dụ là bài hát này nó thiếu bass chẳng hạn thì chúng ta nhích thêm một chút xíu đấy sẽ dày hơn. Đấy, để em cho to thì chúng ta nghe rõ hơn nhé. Đây em đang ví dụ cái bài này nó thiếu bass chẳng hạn, nó rất là mỏng tiếng. Giờ chúng ta can thiệp để chế độ 12 giờ. Đây, chế độ 12 giờ này đã là hay lắm rồi ạ. Cái này phụ thuộc vào tai từng người các bác nhé. Theo em thì cái này nó hơi thiếu bass một chút xíu thì chúng ta can thiệp chút bass nhé. Đây ạ. Đây, thêm một chút xíu thôi ạ. Đây, cứ để hướng 2-3 giờ thì nó sẽ thêm cái giải bass rất là sâu. Vâng, còn can thiệp chép. Chép thì cái bài này cũng khá là nhiều. Em thêm ít. Đó. Thì đã rất là sang tiếng rồi ạ. Thôi chúng ta chỉ cần quan trọng đó là hai cái giải bass và chép. Còn cái hiệu ứng âm nhạc thì để 12 giờ để nó tránh can thiệp làm mất đi cái bản nhạc hay. Vâng, bây giờ em thử tăng chép lên này. Đây là tai từng người các bác nhé. Có người rất là thích nghe chép để cho nó sáng một bản nhạc. Có người là thích nghe tiếng bass có độ ấm và sâu. Đấy, phụ thuộc vào tai chúng ta. Nhưng ra chỉ cần quan trọng cho em là hai cái giải bass và chép của hai kênh này chúng ta chỉnh đều nhau để chúng ta nghe các vế nó cân bằng nhau, nó được hòa quyện tốt hơn. Còn đặc biệt là giải chung. Giải chung thì đây là giải lời ca sĩ. Lời ca sĩ hay là lời chúng ta hát ý. Thường thường để 12 giờ là mặc định, rất là hay. Còn chúng ta can thiệp nhiều. Nói chung cái giải chung này em khuyên các bác là can thiệp rất ít thôi nhá. Can thiệp rất ít để chúng ta lấy cái lời bài hát, lời ca sĩ hát. Đấy thì về cơ bản là chúng ta chỉnh can thiệp rất là dễ dàng. Nhiều bác hỏi không biết là giải bass chung chét nó ra làm sao. Rồi thì em hướng dẫn rất là chi tiết. Cái máy nâng tiếng TDL Cortex Mazda CB600 gồm 8 núm tinh chỉnh cho hai kênh. Kênh 1 và kênh 2. Đấy. Và quan trọng nhất chúng ta để ý là bass và chét. Chúng ta sẽ hỗ trợ cho một bài nhạc được sâu lắng và sáng tiếng, sắc tách bạch. Đấy. Đây là những cái núm tinh chỉnh cơ bản nhất. Còn cái phần của xúc điện khi mà em cũng vừa hướng dẫn là cách kết nối xúc điện bằng giác canông hoặc là bằng giác hoa sen thì ở đây nó có một chế độ đảo pha không từ 0 độ đến 180 độ. Đấy, đây là cái chế độ đồng pha. Và hai cái núm phía bên cạnh đây thì nó là núm cắt tần số của xúc.
thì em khuyên các bác là nên để về chế độ 40Hz, là chế độ bass rất là sâu, nghe rất là dễ chịu. Khi mà chúng ta vặn lên tầm giữa này nó rất là cứng. Đấy, nhiều người người ta không thích nghe cứng thì các bác cho em hết về bên tay trái 40Hz. Đây còn volume to nhỏ của sub thì chúng ta nghe ở những cái đôi la bass 20 hay là bass 25 thì chúng ta để cái volume phù hợp, chứ không lại tiếng bass này át đi rất là nhiều tiếng loa. Đấy, chúng ta nghe làm sao phù hợp nhất. Và điều đặc biệt nữa ở đây chỉ có chế độ bypass. Bypass đây là chế độ nhạc đi qua và không đi qua. Thì đây là hiện tại đang nhạc đang đi qua đấy ạ. Nhạc đang đi qua. Rồi em đã can thiệp đủ các giải rồi nhá. Can thiệp đủ các giải. Thì bây giờ em tắt đi này. Vâng, thì đây là các bác so sánh được. Đây là nhạc mà chúng ta hay nghe hàng ngày, nhà không có cái thiết bị hỗ trợ, không có thiết bị can thiệp về giải âm. Nghe nó rất là bí và chối. Nói chung là nghe nó tức tai lắm ạ. Và tiếng rất là mỏng, nó không có độ tơi của một bản nhạc. Rồi bây giờ em cho đi qua các bác để so sánh nhé. Rồi các bạn thấy không ạ? Rất là hay, hỗ trợ rất nhiều. Rồi cái bản này hơi nhiều chép, em có thể giảm đi tí. Đây là cách chỉnh. So sánh cho các bác một lần nữa này. Rồi bật lên để so sánh tiếp ạ. Vâng, khác nhau hoàn toàn. Vâng, đặc biệt cái dòng này là bên em nhập chính hãng các bác nhá. Hàng nhà máy chuẩn luôn ạ, đảm bảo cho các bác 100%. Và hàng mới, đây là hàng mới bảo hành cho các bác 1 năm và lỗi 1.1 trong tháng đầu. Và đây là còn hai cái núm cắt tần số khi mà chúng ta muốn lấy cái tần số thấp hay tần số cao từ 50Hz đến 100Hz này. Cái này thì can thiệp cũng khá là tốt. Đấy, nói chung là ba cái núm này các bác cứ bật lên cho em. Bật hết lên. Vâng, em cũng đang kết nối với lại một cái vanker lai số mang thương hiệu Quigwood, mã là KM8FX. Đây là dòng vanker lai số thế hệ mới hiện nay, tích hợp rất là nhiều tín hiệu đường vào, Bluetooth này, cổng quang này, tín hiệu jack 5.1 này, và đọc USB này. Đấy, và chống hú tuyệt đối này, và 8 chế độ mic. Đây là dòng vanker lai số hiện đại nhất hiện nay mà trên thị trường chưa có cái dòng nào có thể vượt qua được cái công nghệ như cái dòng KM8FX bên Zikado cung cấp. Thì bên em cũng cung cấp ra một cái dòng vang gọi là Zia KM5FX. Dòng này cũng khá là thành công, nhưng vì hạn chế tín hiệu đầu vào, nhưng chỉ có tín hiệu đầu vào bằng jack hoa sen thôi ạ. Đấy, nói chung hạn chế tín hiệu đầu vào rất là nhiều. Thì bây giờ được nâng cấp bởi cái bản Quigwood mã là KM8FX, tích hợp đầy đủ những tín hiệu đường vào của thời đại công nghệ mới. Và một cái đẩy Quigwood mã là 4850L. Đây là dòng đẩy 4 kênh cao cấp, gồm 64 sò và nguồn đồng nguyên chất luôn các bác. Vâng, thì sau cái video này thì em cũng mong các bác có phản hồi, nhận được những cái góp ý của các bác mọi miền tổ quốc để Zika Audio ngày một hoàn thiện hơn và chia sẻ những cái video bổ ích hơn ạ. Và tôi đang xin phép được dừng video. Sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe và thành công. Vâng, các bác muốn có những thắc mắc, có những câu hỏi về tất cả những cách xử lý của thiết bị âm thanh gia đình thì các bác hãy để lại những comment trên kênh. Bên em sẽ trả lời, có những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp sẽ trả lời các bác và tư vấn cho các bác làm sao xử lý được những cái bộ dàn karaoke, dù là phức tạp đến mấy bên em cũng có thể giúp các bác được. Thời đại công nghệ số, bên em cũng có thể gọi Zalo hình ảnh, có thể hỗ trợ cho các bác mọi miền tổ quốc nhé các bác nhé.